Bên nơi ngày bằng đấy cái chương mà sát xa ông bị rừng bền mối đây là chỉ rừng rồi bỏ bài tế bạc cả thá bài Pramanh Sasna phong đáy và đà miên tùm nàng chỉ tế bạc bà đi Pramai Sabatay và đà Pavatay nè bà bàn slump đưa xa tại cả đất khuôn anh đầm bầy thôi ca lực đồng cao anh bè kết tư dụng rồi bỏ bè xoa mây mốc bà sẽ vẽ bàn tổ lọp từ thư tọp dục kẹt nơi lưu phânum hệ mà lấy nơi mình chẳng ngay bị kinh lãi đại bà sẽ vẽ thư tạp bà sẽ kẹt bà có miên sạch phânum mùi ón trung bình niêm hàm bạn bà bàn riêng ca chỉ mùi nâng mị nạc cạ bà mị nạc cạ ở bên về lia cần lon tới mình du bên man và bên cạnh có bàn bờ sốt bờ tray sát mũi ống bên tòa rì chi ham văn và có bàn bờ tiền bờ niêm từ căn bờ tray thà bao bờ tay và vị thi chụp liêng bàn cát lang nước nông bờ rì chi vén đài miền bờ mạc sạt chỉ tràn nước khô bàn một châu rúm nâng bờ tiền ô sắp xa thuốc cá và chỉ tròn ảnh này nâng mình tâm vào nó bởi rì chiếp cụp nó có bàn xa xa vì xâm rõ rõ bọc bà vật tấy mình đạch bì mọt bà vật tấy bàn thông thoát đòi bọc gọp đòi xâm rõ xa xa nâng mình xâm đàn chất lo bọc xa lơ mà nụ tiền lái nơi nông bởi rì chuyện bọn tiền bình mình mất phẹt chỉ tròn đài xa lành rộp ăn ព្រះនាងនៅពេលពេញវ័យព្រះនាងបាវតីបានខ្លាយទៅជាស្ត្រីដែលមុខមាត់ស្អាតនិងមានរូបរាងឡោមពណ៌ដ៏ល្អឥតខ្ចោះលើសពីបញ្ចកកល្យាណីដែលជាទីប្រាថ្នារបស់ពពួកទេវតានិងព្រះមហាក្សត្រគ្រប់នគរដោយព្រះនាងមេនកៈបាននឹកគិតថាព្រះច្បុតបាទព្រះច្បុតត្រីមាន ព្រះវស្សាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀបអភិសេកបានហើយបានទៅធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះបាទហែមវ៉ាត់ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសបុរសដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់ជាព្រះស្វាមីរបស់ព្រះនាងបាវតីក្រោយពីបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គមហាសីចប់សពគ្រប់ហើយបាទព្រះបាទ ហាមវ៉ាត់បានធ្វើការប្រកាសទៅដល់ស្ដេចគ្រប់នគរនិងពពួកទេវតាផងដែរដើម្បីមកប្រឡងយកព្រះនាងបាវតីធ្វើជាអគ្គមហេសីក្រោយពីធ្វើការប្រឡងសាកល្បងវិជាអស់ហើយព្រះបាទហាមវ៉ាត់និងព្រះអគ្គមហេសីមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងពន់ពេកព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងបុត្រីសោះឡើយ នៅពេលនោះនរដាបានចូលមកដល់នឹងបានធ្វើការផ្ដាល់យោបល់នឹងបានទស្សនាឲ្យព្រះបាទហេមយ៉ាត់លើកបត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យទៅព្រះសេវៈដែលជាកំពូលព្រះនៅក្នុងព្រំសាសនាព្រះបាទហេមយ៉ាត់មានការត្រេកអរជាខ្លាំងដោយសារទ្រង់មិនដែលគិតថានឹងបានព្រះសេវៈជាព្រះរាជសន្និសាទ ក្រោយពីបានដឹងដូច្នេះហើយព្រះបាទហាមវ៉ាត់បានឲ្យនាងបាវតីទៅមើលថែបំរើព្រះសេវៈដែលកំពុងតែធ្វើតបស្សុកៈបាទនៅក្នុងព្រៃហិមាឡ័យនោះកាលព្រះនាងបាវតីបានទៅដល់អាស្រមរបស់ព្រះសេវៈហើយក៏បានសុំឲ្យព្រះសេវៈទ្រង់ព្រះអនុញ្ញាតឲ្យនាង បានមើលថែបំរើទ្រង់ព្រះសេវៈមានការកើតក្តីចងល់ជាពន់ពេកតែព្រះសេវៈក៏មិនបានសាក់សួរពីគូលបំណងដែលនាងបាវតីមកធ្វើការបំរើព្រះអង្គនោះឡើយជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះនាងបាវតីតែងតែធ្វើព្រះស្ងោសម្ងាត់ព្រះអាស្រមបកនឹងបេះផ្កាឲ្យព្រះសេវៈកាលកន្លងយូរទៅហើយព្រះសេវៈក៏បាន ក៏នៅតែតបបាសុគៈថាដោយមិនមានអើពើពីព្រះហរតីរបស់ព្រះនាងបាវតីសោះឡើយ
hẹt đôi chân này. Bà niêng bà vật tay bàn xâm ra chất tư thuê ca buông xuồng từ đó xe vật lưng đâm bay xông bó chay bì bà xe vẹt. Bà niêng bà vật tay bàn thuê ca xông buông xuồng rồi hốt tức lăng trầm mộc tại bà xe vẹt nơi tại mình bàn riêng rồi bà niêng xó lạc. Nhi dây bì bà bộ tê vật đá ca đại bàn khơi nhìn bà niêng bà vật tay đại hiền bố chìa rụp riêng cài rồi bỏ niêng tự thư sốt buông xuống hai bà xe vẹt ọc bê đò dù nú có bàn ca ẩn miên ca ẩn ất á xô ất ốc bà má nâng bàn thư ca ảnh chôn bà bộ tê vật đá nằm bầy chui oi bà niêng bà vật tay xâm rạch bòm non vật thân à nụ ca bà bàn bị phía xa rụi rõ hai bà ân bàn thư ca xâm rạch chất nữ từ nâng ca ảnh chôn bà ca mà tếp từ bàn bánh bruôn ca mà tếp từ bà xe vẹt đài cổng bùng tài thư tập bà xô kẹt bà tăng sẵn lắm bà nụ bà ca mà tếp ca bruôn bà rong chìa khlắng bà ca bà ân từ bánh bà xe vẹt nụ cư chìa ca mình cổ rụp đò bà xe vẹt mình nâng mình tài bà nó khai kreng tài ca mình tu phí đo luôn tại chỉ dạng nào có đói từ xa tại bộ phụ tê và đa miên ca nào xong bởi ơn bài hợp nút có bàn xâm ra chất thư từ tam xâm nào trong này ai bởi nị sân thị giá chỉ bởi kẹm hà xây bởi ca mà tếp miên ca bởi bà rõm vì sắc tục rồi bọt xa mây nâng bàn buông xuống ai bởi chui thải ra xa xa mây ở miên sức đầy sắc cục bà ca từ ngày đại trừ bàn bánh bệnh sĩ vẹt đo bệnh cà mạ tếp bàn bàn tiên thân ưu sân ái tùm rong từ rộp bệnh sĩ vẹt đại cùng phung tại thư tập bà sân á tập bà sư kẹt nút các bà bàn bánh trung trúng bà bánh trọng trúng rồi bỏ bệnh sĩ vẹt hơi bệnh sĩ vẹt bàn bạc bệnh nị trá tại mình trâm tại bạc bệnh nị trá bì nụ tế tại bệnh sĩ vẹt bàn bạc bệnh nị trá ạc kì và ạc kì nết và để hào thả bệnh này tị bây rồi bỏ trung và bỏ gọp đòi phương tổ sạc và phương cùng hăng có bàn đọc cùng lao bệnh cà mạ tếp rồi hốt khai tự chìa bệnh bệnh sân thị giá cả bàn đăng bị đồng năng bệnh xóa mấy bàn sau tìm một cột nút có cả dịch đầy chư chấp nâng bàn sài dung áo ọc thàn tưởng bấy đài thử ai bộ phụ tê vợ đa miền ca sọc sài sọc sông rệch đi khlăng bần tòa bì bệnh sĩ vẹt bàn bạc bệnh nết bệnh ông có bàn khơi nhìn bì ca rong tục bê tình yêu rồi bọc bệnh niêng bà vợ tây đài bàn một bòm ra trúng nâng ca buông xuông trúng ao ipo từ căn khốn bệnh sĩ vẹt có bàn lược bệnh niên bà vật tây tranh vì tật nâng bàn bệnh tiền po từ căn bệnh niên bà vật tây xâm rạch bầm non bệnh na rồi bỏ niên bệnh tua pi bê nu bệnh sĩ vẹt có bàn lược lên tô ao ipo cà mạ tép nâng bàn pro ao ipo cà mạ tép miên chỉ vật mà đòn tiết prom tiếng bệnh sĩ vẹt có bàn dọc niên bà vật tây từ cùng cụ nôm kles và nâng bàn thử ca riêng áp bí xe chỉ mùi nâng bệnh niệm bảo vật tây chấp năng bệnh lưu tử.